Messi, Mbappe và Benzema ai xứng đáng nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA? Lionel Messi, Kylian Mbappe và Karim Benzema là ba ứng cử viên cuối cùng cho giải thưởng FIFA The Best, cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2022 của Liên đoàn bóng đá thế giới, FIFA. The Best là giải thưởng dành cho cầu thủ có màn thể hiện xuất sắc trong khoảng thời gian ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022. Chủ nhân FIFA The Best 2022 một trong ba cầu thủ bao gồm quả bóng vàng 2022 Benzema, bóng vàng World Cup 2022 Messi và giày vàng World Cup Mbappe. Họ đều đã hoặc đang chơi bóng ở Pháp, sở hữu nhiều danh hiệu tập thể lẫn thành tích cá nhân trong năm qua. Chủ nhân giải sẽ được công bố trong lễ trao ngày 27 tháng 2 năm 2023 tại Paris, Pháp. FIFA chọn đề cử cầu thủ The Best lần này dựa theo thành tích từ tháng 8 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2022. Trong giai đoạn này, Messi ghi 45 bàn và kiến tạo 34 lần trong 74 trận, vô địch World Cup và siêu cúp liên lục địa cùng Argentina, Ligue 1 và siêu cúp Pháp cùng PSG. Thủ quân Argentina cũng giành bóng vàng và giày bạc World Cup. Kylian Mbappe thất thế hơn hai đàn anh khi chỉ có danh hiệu Ligue 1 cùng PSG. Ở chung kết World Cup 2022, Ninja Rùa chơi đầy cố gắng và ghi hat-trick vào lưới Argentina. Tuy nhiên, chừng đó là không đủ để giúp Les Bleus bảo vệ ngai vàng. Benzema giành quả bóng vàng của France Football vào tháng 10 năm 2022 sau khi trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp với 47 bàn thắng cùng danh hiệu Champions League, La Liga, siêu cúp châu Âu. Trong khi đó, Lionel Messi lại tỏa sáng rực rỡ ở World Cup 2022, giải đấu Anh cùng tuyển Argentina lên ngôi vô địch, đồng thời được bầu là cầu thủ hay nhất. Kể từ khi FIFA dừng hợp tác với France Football và tạo giải thưởng mới The Best vào năm 2016, Messi đã có một lần được vinh danh ở năm 2019, trong khi đây mới là lần đầu tiên Mbappe và Benzema vào top 3 đề cử. Ở hạng mục giải thưởng huấn luyện viên xuất sắc, FIFA sẽ phải đau đầu để chọn ra người chiến thắng giữa các huấn luyện viên Carlo Ancelotti của Real Madrid, Lionel Scaloni của Argentina và Pep Guardiola của Man City, Emiliano Martinez. Thủ môn số 1 của tuyển Argentina đứng trước cơ hội giành giải cá nhân cao quý từ Liên đoàn bóng đá thế giới khi lọt vào top 3 đề cử cho giải thủ môn xuất sắc bên cạnh Thibaut Courtois của Real Madrid Bỉ và Yassan Bounou của Sevilla, Morocco. Busquets giải thưởng dành cho pha lập công đẹp nhất năm là cuộc cạnh tranh giữa Richarlison của Brazil, Dimitri Payet của Marseille và chàng cầu thủ khuyết tật Maxim Oleksiy với pha tung người móc bóng đẹp mắt vào tháng 11 năm 2022. Tên tuổi những người chiến thắng giải thưởng FIFA The Best sẽ được công bố vào ngày 27 tháng 2 tại Paris, Pháp. Những người lọt vào danh sách đề cử sẽ được bình chọn bởi ban giám khảo gồm các huấn luyện viên và đội trưởng các đội tuyển quốc gia cũng như các nhà báo và người hâm mộ. Ngoài ra, FIFA The Best còn có các danh hiệu dành cho huấn luyện viên nam và nữ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất và giải Puskás cho bàn thắng đẹp nhất năm 2022.